Chào mừng quý vị và các bạn trở lại Vậy kênh Chí Thị Trên Dường. nếu mà chung giờ với mình luôn á thì nó chỉ còn có ba hàng đầu thôi à. C, B, A. Ừ, coi không, giờ chung với mình á là sát màn C, hình á, C còn đỡ đỡ. thì Cũng hàng được. C thì nó coi cũng mệt à. Hàng C, còn hàng C, A, B, C. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh Chí Xì Tiến Dừa. Ở đây nè, Chí Xì Tiến Dừa. Bây giờ đang order thêm vé nè ha. Hôm trước thì mình quay hướng dẫn đặt vé trên điện thoại rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên máy tính. Và một cái lưu ý cho mọi người, dành cho những ai mà quên mật khẩu á, thì mọi người có thể vào mail coi, giống như mình nãy mình login không được á, thì mình sẽ một cách hay nhất chia sẻ một cái mẹo đặt vé cho mọi người á. Tại vì hôm trước mình đặt vé nhiều khi mình đặt xong mình cũng quên luôn đó, mọi người đa phần cũng quên. Thì mọi người tất cả những cái tên đăng nhập với là mật khẩu là nằm trong mail hết. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người. Đây mình xin phép che lại cái mật khẩu ha. Thì đây là cái mail nè, gửi khi mà đăng ký thành công bữa 12 mình đặt vé nè, 2 ngày trước đúng không, là cái email nè và cái password nè ha. Đó, mọi người vào trong mail đúng cái email hôm trước mình đăng ký á. Mình đăng ký cái gì tin dừa thì mình vào đúng email đó mình coi, để mình kiểm tra lại. Nãy mình cũng không nhớ email với password nữa. Mình nhớ là đăng ký email này nhưng mình không nhớ password là gì, tên đăng nhập là gì. Tên đăng nhập thì mình dùng email đăng nhập luôn ha, mọi người lưu ý dùng email đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trang mua vé lại ha. Sau khi mà đăng nhập xong trên máy tính, bây giờ mình thoát đi, mình sẽ đăng nhập lại cho mọi người coi nè ha. Vô trang web đặt phim nè ha, thì cũng y chang trên điện thoại. Mình thích đặt CGV thì vô CGV, thích Galaxy thì vô web Galaxy, bằng cái trình duyệt nè ha. Trình duyệt ví dụ như là Galaxy, mình sợ Galaxy nè đó. Mình thích Lotte thì mình tìm là Lotte nè, trên trình duyệt á Lotte thì mình sợ là Lotte Cinema đó. Thì để mình đăng nhập vào. Bây giờ mình đang ở CGV thì bây giờ sẽ có cái phần đăng nhập nè, được không, có phần đăng nhập nè. Rồi bắt đầu thì mình sẽ nhập cái email nè, email hồi nãy mọi người không, email nè với là nhập mật khẩu vô. Hồi nãy mình nhập vô một lần xong mình nhân chọn luôn mật khẩu rồi, mình giờ mình đã luôn mật khẩu, bây giờ mình xóa đi, mình xóa đi để mình để hồi mình lưu lại ha, mình sẽ làm lại nè ha. Đây mình sẽ nhập vô ha, nhập rồi mọi người. Rồi mình sẽ nhập thêm cái này nữa ha, nhập cái mật khẩu mình sẽ nhập thêm này nè, EQ 6, ok đăng nhập ha, đăng nhập nè. Rồi ok thì nó sẽ hỏi mình lưu lại đăng nhập thành công đúng không, nó sẽ hỏi mình lưu lại đây nè, nhìn thấy không nè, trên cái con chuột nè, đây lưu lại ha, lưu lại đến lần sau nếu mình khỏi phải rồi nó sẽ xuất hiện những cái nè, tập này ha. Rồi rạp chiếu nè hoặc là thành viên nó sẽ xuất hiện, nó sẽ như giờ rõ trực quan hơn là so với trên điện thoại ha. Hình cái này thì mình thấy là nó không có cái phần mà xem lịch chiếu trước ha, xem phim năng chiếu, phim đặc trưng, không có phần xem lịch chiếu giống như Galaxy. Ví dụ như Google Galaxy đi mình sẽ có phim đang chiếu đó thì nó sẽ coi được cái lịch chiếu luôn, còn sau cái này bắt đăng nhập thì mình mới vào coi được ha. Ví dụ như xem lịch chiếu nữa ha, nó sẽ có lịch chiếu dưới luôn. Còn ví dụ như bên CGV thì đây phim đi đang chiếu nè, họ lít từ đây cũng được, lít từ đây nó cũng vô trang đó thôi đó. Rồi nó không có, để mình coi đi. CGV thì nó hơi ấy hơn ha, nó phải mua vé mới được chứ nó không xem được cái chiếu như kia, rồi phải login vô. Mình thấy hơi bất tiện cho đó thôi. Vô trong rồi mới mới lấy được, nó nằm ở phía trong nha mọi người, nó nằm phía trong đó. Khi mình lấy vào mua vé thì nó mới hiện cái lịch lên đó. Còn kia là bên kia trực quan hơn, tức là ở ngoài mình có thể xem được lịch rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem được, bây giờ mình sẽ chọn xuất chiếu y chang hả, mình sẽ chọn SC Vivo ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn hàng ghế đó, mình sẽ chọn hàng ghế nè ha, ghế. Cái bước này là nãy mình login đầu tiên rồi nên bây giờ mình không không cần login nữa. Hôm trước là mình phải tạo tài khoản, cái bước mà mình chọn chọn ghế này á, để mình xem được cái số ghế còn. Và nè, những cái này là đã mua hết rồi nè mọi người ha, đã chọn hết rồi nè đó. Đã chọn hết rồi ha, rồi mình chỉ còn được những cái hàng ghế thường nữa ha. Nè những cái này là mình mới chọn được nè. Đó, mình sẽ chọn C. Hôm trước là mình chọn F rồi ha, chứ mình chọn F rồi. Giờ chọn C 5 đây ha, C5 đây, 1 2 à, bốn. Cũng vậy, C5 hoặc C13 cũng như nhau ha. Tại vì xem trễ quá thì phải chịu thôi. Đó, sức chiếu cùng rạp luôn. Bây giờ mình muốn đặt thêm một vé này cho
ở trong gia đình mình luôn đi luôn ha, đó nên cùng rạp luôn, chịu khó ngồi phía trên thôi, tại vì hôm đặt trước thì nó sẽ được ngồi hàng ghế đẹp, còn không không giờ trước thì tao đặt hết rồi. Bây giờ phải bắt buộc là ngồi đây thôi. Rồi ok, tiếp tục ha, tiếp tục thì cũng y chang trên điện thoại, nó sẽ có nút nét nè, đó nút nét nè, đó. Rồi ok, ở đây thì nó kêu là có order bắp nước thì y chang luôn, mình nét luôn, mình không có order thì nét luôn. À, để mình ra rạp mình lựa chọn bắp nước thì dễ ha, chỉ chủ yếu là cái vé thôi, ra rạp thì bán nhiều lắm. Rồi ok ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ chọn bước thanh toán, thì nếu mà ở trên đây thì để Zalo thì mình cũng quét mã được luôn ha, mình xài Zalo Pay cũng được hoặc là ví điện tử nè, nó hiện rất là rõ ràng luôn nè, Zalo, Viettel, Momo và những cái mạng thẻ khác anh em mình phải nhập số thẻ nữa, còn Zalo mình cũng lưu sẵn rồi, lưu cái thẻ của mình sẵn ở đây rồi, mình chọn Zalo luôn đi, thì mình phải bắt buộc mình thấy cũng phải có cái điện thoại, hoặc là nếu không có điện thoại đó thì mình sẽ dùng thẻ nè. Rồi tiếp tục nè, mình tiếp tục cho mọi người coi nè, Paynet nè, Payment chưa rồi, sorry. Ok nè, nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiện lên nè, hiện lên để mình nhập vào ha. Nếu mà không hiện lên thì mình lít lại lần nữa ha. À đồng ý, đồng ý, sorry nha. Mọi người đặt đặt vé thì nhớ coi nha, nhớ coi là tôi đồng ý thì rồi mới được ha. Nó thông báo, nó cảnh báo nãy mình không để ý. Đó thì lúc này mình sẽ nhập cái mã thẻ ngày hết hạn, rồi cái số thẻ này là thẻ tín dụng ha, thẻ tín dụng là xài trước trả tiền sau á, nghĩa là tùy mình ha, mình không mình ví dụ cho mọi người coi ha, ví dụ cho mọi người coi thôi, tại mình sẽ trả lại vé của tôi để mình thanh toán nè. Thì bây giờ mình sẽ thanh toán mà chưa thành công nè, mình sẽ trả lại, đặt lại ha, đặt lại ha, tại mình ví dụ cho mọi người coi á, nên mình. Rồi sau khi mình chọn lại đúng á, thì mình sẽ chọn này nè ha, mình sẽ chọn là thẻ Zalo Pay nè ha, tại vì mình cũng không có cầm thẻ đây nên mình chọn Zalo Pay đi để mình quét, rồi mình nhớ nè, vui lòng đồng ý với điều khoản thì mình phải chép chào đồng ý nè, mà mình quên rồi, mình sẽ mở Zalo Pay sẵn nè, để mình quét cái mã nè, mở Zalo Pay nè, ha, ở trên điện thoại thì mình mở Zalo Pay đó, rồi mình sẽ chọn cái phần mà quét mã QR nè. Mà quét vô đó, thì nó sẽ yêu cầu là thanh toán nè, cái trang thôi, thanh toán phim đặt mặt CCV, mình người nhớ coi chính xác thông tin nha, rồi xong mình sẽ chọn cái thẻ nè, mình có rất nhiều thẻ nhưng mình sẽ chọn đúng cái thẻ của mình ha, 4336 rồi à. Rồi ok 4336 ok, rồi mình sẽ dùng Face ID để mở khóa nè, ok rồi tiếp tục thì cũng y chang nhập mã OTP ha, nhập mã OTP rồi mình sẽ gửi về điện thoại của mình đây nè, 6 4 6 2 5 8 6 4 6 2 5 8 rồi ok, thì nó sẽ xác nhận video 3D security này ha, và cái bảo mật á, nó xác nhận thanh toán thành công ok, thì bên kia sẽ báo thành công nè, mọi người thấy không nè, bên đây sẽ báo thanh toán thành công nè, rồi ok thì thanh toán thành công, đặt vé thành công nó báo về mail ha, đó rồi xong, vậy là xong rồi ha mọi người, thì nó sẽ có một cái mã giống như trang hả thôi, nó cũng có cái mã là để mà vô lấy vé, thì giờ mình sẽ lưu lại để mình vô mình lấy vé ha, lấy vé hoặc mình đọc email, đọc số điện thoại nó cũng chat được nữa ha, thì rồi thì cái phần đặt vé vậy là xong rồi đó. Ok, C4, ok. Có nhiều cách để check vé ha, mọi người có thể vào trong email y chang như y chang như hổm á, mình vào trong email nè. Đó để mình đưa cái mã vé này đó, cho nhân viên ha, để nhân viên đưa cái vé cho mình. Rồi, cơ bản vậy là xong mọi người. Thì hệ tín dụng mình đã báo từ tiền luôn nè mọi người. Đó, cơ bản vậy là xong rồi đó. Đây. À, rồi thì bây giờ mọi người hãy cùng rạp và xem phim để ủng hộ anh Lý Hải, chị Minh Hà và toàn bộ ekip, ai muốn gặp thì tới SC Vivo quận 7, hẹn gặp lại mọi người 14 giờ chiều nay ngày ô là 10
18 giờ, chắc khoảng 18 giờ chiều nay 14 tháng 4 là tầm đó mà ra rạp để cùng ủng hộ phim Việt. Phim rất là nhiều pha hành động, mọi người hãy xem trailer, xem những cái trailer mới rất là hay, những cái cảnh quay rất là hoành tráng, nhiều cảnh quay độc lạ lắm. Mình không phải là PR nhiều nhưng mình thấy hay thì mình nói hay thôi. Và cả nhà mình là fan của phim Lật Mặt thì mọi người xuất chiếu sớm để tận hưởng giống mình nhé. Bye bye, hẹn lại, nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ để mình ra thêm nhiều video hướng dẫn mọi người về những cái mảng, về những cái phần mà online như này, mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người ha. Bye bye, chào hẹn lại, bye 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 bye.